Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Midside Racing, dòng xe đạp khung nhôm càng carbon bánh 700C, sử dụng bộ chuyển động S-Jam X5. Đây là thương hiệu Midside, toàn bộ khung thì các bác có thể thấy trên hình khung nhôm càng đây, càng carbon, vì carbon này. Midside Model Racing sử dụng bộ chuyển động của S-Jam X5 với 2, 3, 4, 5, 6, 10 tầng nít, chỉ có một đĩa đạp cho xe có 10 tốc độ khác nhau. Chiếc xe đang bán là giá của chiếc xe là 7.300.000, rất là hợp lý cho một chiếc xe đạp để các bác mua về sử dụng thể dục thể thao và rèn luyện sức khỏe hàng ngày ở trong phố thì rất là ok rồi. Thương hiệu xe thì cũng đã rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, thương hiệu Midside của Đài Loan, Midside thương hiệu nội địa Đài Loan, dùng bộ phanh ba mảnh của Techtro. Tay bấm xả trên này cũng là S-Jam X5 luôn, một bộ phụ tùng đến từ Mỹ. S-Jam thì nếu mà các bác chơi xe lâu năm thì cũng có thể đánh giá được cái bộ này, S-Jam này rất là đẳng cấp của Mỹ. Với 10 thằng lip, đùi đạp trục rỗng, bánh 700C và cái lan hoa các bác có thể nhìn này, lan hoa đan đuôi rất là đẹp. Mayer là bi vòng bạc đạn các bác nhé, Mayer sử dụng bi vòng, trước sau bi vòng. Và bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe có cái size nó khá là lớn, dành cho các bác đi từ khoảng 1m66-67 đến khoảng 1m77 đi phù hợp. Đẹp ra thì như các bác có thể chơi xe thì cũng đã biết là trên thị trường thì chỉ có 3 loại bộ chuyển động chính là S-Jam này, Tambarolo và Shimano. Cái dòng S-Jam này nó là cao cấp nhất trong 3 dòng Mỹ, nó chuyển động rất là ngon và rất là nhẹ nhàng lên xuống mượt mà. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 7.300.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, còn bây giờ nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà đã bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.